sắp kể với các bạn xảy ra tại một vùng tạm bị chiếm ở miền Nam Việt Nam trong thời gian kháng chiến. Đây là con sông quê hương tôi. Chơi lắm. Sao cha không cho cành vào đây cho nó đậu? Lại còn cành nữa. Thôi, con làm lấy cũng được. Nga, chưa vừa ý đưa cha chữa lại cho con. Mày lắm chuyện. Tìm nấm nha. Thôi, chiều rồi ở nhà ăn cơm con. Cho ta điếu thuốc này. cho con đi nha. Đừng đi xa con nha. Dạ. Đồ chơi của mày à? Nga!
kia chưa đó Phong? Đúng, đó là dấu hiệu cho bọn cán bộ Việt Minh nó qua sông đấy. Ây! Đi đây hả? Không, đi đâu này. Tụi bay đi lên phía trên. Đừng đi chơi xa nữa nghe. Chị Hiền về rồi cha. Ta xăm đón chị đây. Ôi! Lần này cha không chèo một mình nghe cha. Con chèo chưa được đâu. Được mà, hôm qua con chèo một mình qua sông được rồi đấy. Hôm qua chở rau, chở khoai, bữa nay chở cán bộ, chở chị Hiền, lỡ có tàu bay thì làm sao? Chiều rồi cha, không có máy bay đâu, con đi nhé. Chị Hiền mà trong thức con chèo một mình, chắc chị lạ lắm. Thôi ở nhà. Không, con cứ đi. Nga! Nga! Cha cho con chèo thử một lần. Một lần thôi mà. Con phải tập chèo để giúp cha chứ. Coi lại coi chèo kìa. Lên chỗ bụi tre rồi cho sang. Kéo nó trâu đi nghe. Dạ. Thank you.
nay chị mới về, cha em nhắc chị mãi. Chị bận đi công tác xa mà. Em có chị chào đò giỏi quá. Em chào một mình đã lâu chưa? Lâu rồi à. Thôi chị em ta về đi. Rồi nó về sao đó chị ạ? Chị ngồi tạm xuống đây. Cô đào lắm. Dạ không việc gì bác ạ. Đỡ ra má gì.
Hiền à, em nó dại quá, chị tha lỗi cho nó chị. Bác đừng la em, nó tội nghiệp bác ạ. Uống miếng nước ấm bụng chị. Áo hơi rộng, chị thay tạm. Cháu sang táo bên đó có chị em bác ạ. Bác nè, ngày mai có 4 đồng chí cán bộ đi công tác sang đây. Bác chú ý đưa đò cho các đồng chí cẩn thận bác nghe. Được, chị cứ yên tâm. À, vào khoảng nào chị? Vào khoảng buổi sáng, cháu đây dặn họ, hãy thấy bên này xong có thay giường thì cứ gọi đò. Dạ, tôi sẽ đón các đồng chí rất chu đáo, không để xảy ra như ngày hôm nay đâu. Đi ngay bác ạ. Chị ở lại ăn cơm với tôi một bữa, hâm quần áo cho khô, mai sáng sẽ đi chị. Dạ thôi, cho phải đi, kéo bên kia chị em họ chờ. Chờ tôi một lát, rồi tôi hạ cái diều vào tôi đưa chị một đoạn đường đi. Dạ. Bữa nay chị sẽ về nhé. Tại sao giờ này nó lại hạ diều xuống này? Hay là nó biết? À, sếp này. Hay là sớm mai ta tới đấy vậy? Đập có. Đi về tụi bay. Đi về. Sao con lại bỏ chị Hiền ở trên thuyền như vậy? Con không thương chị ấy à? Tức quá. Con vẫn thương chị ấy chứ. Mà sao con lại thế không biết. Hãy subscribe cho kênh Ghiền Mì Gõ để không bỏ lỡ những video hấp dẫn.
con về trước hái dâu đi. Cha đánh thay một ít cá, lát nữa làm cơm cho các ảnh. Khi nào các anh ấy qua, ta gọi con nghe. Ừ, thôi con về đi. Chúng mày đi ngay đi. Phải cẩn thận, sắp tới nơi rồi đấy. Vứt tu la đi. Nhà có nước uống, băng lái ơi. Băng lái ơi. Nhà đi đâu vắng hết rồi. Anh em vào trong này mà nghỉ. Bay đi ra phía sau. Này, cẩn thận em. Cái nào? Nó không có ở nhà. Cứ chờ đấy. Quay xem. Đi đánh cá về. Chà, cá tươi ngon quá bác. Chứ có anh đi bán gì đấy? Hôm nay phiên chợ huyện, anh em chúng tôi có ít tờ và thuốc lá mang đi bán. Nhân tiện ghé qua xin bác bán nước. Được được, mời mời vô nhà uống nước. Dạ. Chào bác. Dạ, được được, bác chạy cho cháu. Dạ. Tôi bảo tôi ăn nước uống nghe. Dạ, dạ được. Cha, thuốc bò hút cũng nhặt được ở bãi dâu đây này.
bắt chú lửa. Mà anh ra uống nước. Dạ. Rồi, rồi, được, để cháu. Mời các anh uống nước. Để đi cho kịp chợ. Tờ và thuốc lá hôm nay được giá lắm. Vậy hả bác? Ừ, các anh mà xuống sớm bán hết liền thôi. Dạ, chúng cháu cũng định đi ngay bây giờ đấy bác ạ. Chà, nắng quá đi đâu mà vội. Cháu định thưa với bác, để cho chúng cháu mới lồng gạo nấu cơm ăn. Nói giấu gì các anh, nhà chỉ còn nửa lon các anh ạ. À. Dạ thôi, để anh em tôi lên huyện ăn cơm cũng được bác ạ. À. Vậy thì anh em uống nước rồi đi. Mấy người mua mạ hôm qua bữa nay họ về. Anh em ngồi đây uống nước. Tôi xong đóng người ta cái đã hỉ. Dạ bác đi đi. Này bác ơi. Dạ thôi bác đi đi. Vào đây. Mày xuống lấy đò sang đón ngay bọn chúng nó. Nếu chúng nó có hỏi mày nói mày là cháu thằng Gia này. Cẩn thận làm thế nào bắt gọn cho được bọn chúng nó, nghe không? Thank you.
Có phải con bé này nhờ dây con? Phải rồi. Cho con mày một đoạn dây cho nó nhảy. Nhảy đi. Đứng dậy nhảy đi. Mày có nhảy không? Ừ? Nhảy không? Nhảy con. Nhảy đi.